Bao nhiêu? Tổng cộng là bao nhiêu người? Tổng cộng là bao nhiêu người vậy chị? Anh chị? Tổng cộng là bao nhiêu người vô? Bỏ vô luôn. Hả? Có bỏ ID vô nha, không lấy. Không, không, không có coi bên mail lên được hả? ID vô phải là ngày mai mới được lấy á. Trên 1.000 đó. Trên 1.000 đó chứ. Cảm ơn cô. Rồi. Rồi, đóng lại. Đúng không? Rồi, đóng lại.